Chào các bạn trở lại. Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Nghiệp hết thì phước sẽ đến, phước hết thì nghiệp sẽ đến. Phật dạy, thọ mạng tài phú trí tuệ có được đời này là từ đời trước. Đời này biết tu dưỡng, biết bố thí có thể xoay chuyển được vận hạn. Dù bạn chưa chứng thực được nhân quả ở đời trước, hãy quán xét hiện tại. Kinh nghiệm công việc đang có phải là từ cố gắng bao năm qua, đó chính là nhân quả. Dân gian có câu, tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè. Hoặc là câu, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Nếu theo hai câu trên, đừng nói đến cả tháng, mà chỉ một vài lần ăn xài xả láng thì hết sạch tiền. Các bạn thử nghĩ lại, nếu ta làm việc vất vả cả mấy năm, chỉ trong một hôm mua sắm những món ta thích, tiêu xài hoang phí, thì hết sạch số tiền dành dụm trong bao năm trước kia. Phước báo cũng như thế, nếu ta tích lũy bao năm, sẽ hưởng hết trong một thời gian ngắn. Phước hết thì nghiệp sẽ đến, trở tay không kịp. Mỗi tháng giêng hay mỗi quý trong năm, chư vị có thể cùng Khải Toàn làm vài điều lành, đến các bệnh viện, vào phòng công tác xã hội, giúp trả chi phí cho những người nghèo khổ, hoặc là đi đến những mái ấm mở lòng giúp thức ăn, bố thí lời chân thiện. Khải Toàn chỉ mong chư vị mở lòng đi cùng, hay xem các thông tin mái ấm qua Facebook Khải Toàn, mong các vị trực tiếp đến những nơi ấy. Đó chính là con đường tạo phước lành. Bố thí tiền sẽ có tiền, bố thí lời chân thiện hay giáo pháp sẽ có trí tuệ, bố thí vô ý sẽ được thọ mạng. Những lời này Phật chỉ dạy cho chúng ta. Dù các bạn ngoài 30 hay các bác lớn tuổi, đã bao năm qua làm đủ mọi cách để tích trữ tài sản, làm mọi việc để có tiền của, lo cho gia đạo, lo cho con cái, hãy thử cách Khải Toàn vừa nêu. Hãy bố thí ba la mật, xem đây là một phương pháp tự mình vun bồi phước về sau. Các bạn bố thí vài chục triệu đồng có được không? Không được thì bố thí 1 triệu, không được nữa thì chỉ 100k. Hãy bắt đầu từ hành động nhỏ rồi tăng dần. Bố thí không chỉ tạo phước, tạo phước báo lớn. Khi cho đi với lòng hoan hỷ, cho đi trong vui vẻ, tự dưng thấy mình thật tốt bụng và yêu đời, thấy được quá nhiều hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Không những như thế, khi làm việc tốt tự dưng thần khí tươi tốt, sắc diện hồng hào, tự tạo từ trường lành thiện xung quanh mình, tự tạo hào quang cho chính mình, tự gieo hạt giống quang minh vào tâm thức. Và đặc biệt, pháp bố thí trị tâm tham. Một người lạ chuyển 30k kèm theo lời nhắn, xin chia sẻ một bữa ăn đến mái ấm. Đây chính là người bố thí ba la mật. Có ít bố thí ít, bố thí trong hoan hỷ, thậm chí thấy người khác cho đi bạn vui vẻ cảm thán, cũng là pháp bố thí. Khi chưa mở lòng bố thí, chính là do tâm tham. Chính cái tâm tham này là cội nguồn của mọi phiền não, là bức tường ngăn trở phước báo về sau. Không chỉ riêng tiền bạc, mà ngay cả tình cảm, mọi khổ đau ta đang ôm vào lòng cũng chính vì tâm tham này. Tham ái, tham tài, tham danh lợi. Phật pháp cho chúng ta phương thuốc, đau khổ vì điều gì hãy bố thí điều ấy. Bố thí mang lại phước báo, còn phước lại kiệm phước thì nghiệp sẽ không đến. Người không tạo phước lại xài quá nhiều, trước sau gì cũng hết. Giả dụ bạn để dành tiền trong cả một năm, vài người bạn rủ rê đi shopping hàng hiệu, toàn những món làm mình mê mẩn, trong một giờ là hết sạch số tiền ấy, thậm chí còn bị âm, rồi lại tiếp tục cài cốt thêm một năm nữa. Tài phú đời này có được do mệnh của bạn có, biết kiệm thì còn, biết bố thí thì vun. Chúng ta có thể làm một thí nghiệm nhỏ, những vị giáo sư dạy làm giàu, họ có giàu hay không? Tuy họ thông minh, tài giỏi, chịu khó nạp kiến thức,
nhưng họ không giàu. Vì sao như vậy? Vì họ không có cái hạt giống ấy. Vì sinh thần bát tự của họ không có tài phú thì làm sao mà giàu cho được? Phật Pháp chỉ dạy cho bạn cách tạo ra hạt giống ấy, chính là bố thí, chính là cho đi. Càng bố thí thì phước báo càng lớn. Bạn không tin ư? Hãy mở lòng bố thí trong vài năm, từ tiền bạc, thức ăn, lời nói, ánh mắt, bố thí ra sự thông cảm. Người ta ví nước là tiền tài. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, người mệnh thủy vượng sinh vào các tháng Hợi Tý Sửu cuối năm hoặc cả đầu năm là mệnh có tài phú lẫn dễ hao tài. Người ta ví nước là tiền tài. Nếu các bạn tích trữ nước quá nhiều, không dám động tới, nước sẽ không lưu thông, sẽ thành nước bẩn. Tài lộc cũng như thế, giữ mãi không dùng cho việc phù hợp, phải chăng cũng như nước để lâu ngày không lưu thông. Vì sao cùng một ngành nghề, cùng một nơi, người này làm ăn phát tài, người kia làm mãi chẳng dư giả? Trong mệnh của họ vốn có tài phú dồi dào, nhìn đâu cũng thấy cơ hội, làm gì cũng có tiền. Chính là từ cái nhân đời trước biết bố thí, đời này kiếm tiền không quá vất vả. Tuy nhiên, người quá yêu tiền thì càng có nhiều tiền là chướng ngại lớn trong tâm. Không ít những vị gia chủ rất giàu có, họ cùng Thái Toàn mở lòng đến những mái ấm, mở lòng bố thí tiền bạc. Với họ, bố thí tiền tài không bằng bố thí lòng yêu thương, đó chính là quả báo. Quả báo của việc bố thí tiền bạc, lòng từ bi là phước đức, là sự an lạc không bị tiền bạc làm chướng ngại. Các bạn có thể cùng Khải Toàn đến những mái ấm cần giúp đỡ, hoặc tự phát tâm đến bất kỳ nơi nào cần giúp, phát nguyện làm Bồ Tát, tự làm việc làm ấy cho đến khi nào ngộ ra. Những chuyến đi thiện nguyện chính là tự ban phát cho mình những giờ phút tự tại. Khi làm thiện nguyện, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tự dưng phước báo sẽ hồi đáp. Nếu các bạn mở lòng bố thí, dù chỉ là một phần thức ăn, đó chính là chiến thắng tự tại. Rồi bạn lan tỏa năng lượng thiện lành đến người thân, cho cả con cháu. Một vị gia chủ đã chia sẻ với Khải Toàn: em phải tích lũy nhiều tài sản, phải có tiền của để lại cho con cái về sau. Khải Toàn xin thứ lỗi, đây là ý niệm là hạt giống phiền não. Không chỉ phiền não ở hiện tại mà là chướng ngại khi lâm chung. Bạn có để lại cả núi tiền cho con cháu, mệnh của chúng không có tài lộc cũng không thể dùng. Bạn giáo dưỡng con cái thiện lành chính là hạt giống quang minh, là phước duyên chúng có thể dùng được cho mai sau. Tiền của vốn có được dễ dàng, không từ công sức của chính đáng, không từ công sức của mình thì không thể bền lâu. Phàm những điều gì quá dễ dàng có được chẳng thể tồn tại lâu trên thế gian này. Khi về già, tiền của tài sản có được chính là chướng ngại. Thần thức không chịu rời đi vì cái tâm tham luyến. Cái tâm này lúc lâm chung không thể rời đi. Khi về già, tài sản không có, con cháu không quá hiếu thảo, lại là cơ hội để vãng sanh. Vì trong tâm không còn chướng ngại trên con đường về phương Tây cực lạc. Vì thế, bố thí ba la mật là pháp môn thù thắng, hóa giải mọi chướng ngại để quảng kết thiện duyên với những bậc thiện tri thức. Người vốn biết kiệm phước, không dùng hoang phí thì phước vẫn còn mà nghiệp không đến. Người biết kiệm phước lại thường xuyên làm việc thiện lành sẽ tích công bồi đức, công đức vô lượng. Công là công phu, đức là những hành động thiện lành. Người làm việc thiện lành cả trăm ngàn lần là người có công đức vô cùng tận. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.